Ôi là trời. Mấy con chó này. Đúng là chó đẻ mà. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên thưa xin chúc cả nhà mình và anh em đồng nghiệp mọi người mới thật nhiều sức khỏe nha cả nhà ơi. Hôm nay thừa đi thăm 70 đồng cả nhà. Thì vừa thăm vừa đặt nữa cả nhà ơi, lòng bảy của thừa nè cả nhà. Nè. Trên dưới nè cả nhà. Trên dưới thì trên dưới 8 ô. Ngang hông thì 7 ô nha cả nhà. Đít đậu nữa cả nhà. Nè, đít nè cả nhà. Cả nhà đít thì cả nhà làm không làm thôi. Còn mình làm nha cả nhà. Đây cửa nha. Mình dùng mồi của mì nha cả nhà. Nè. Mồi của mì. Còn cửa nữa nha. Cửa. Và có hai cái khoang nữa nha. Khoang cửa. Cái này mình gọi là cái khoang nữa nha. Khi đập xuống là cái khoang này xuống dê luôn. Đẩy là không được, làm chuột nó không có sảy nha cả nhà. Thừa cũng mời cả nhà, mời cả nhà và anh em đồng nghiệp cùng trải nghiệm với thừa ngày hôm nay nha cả nhà. Bên bờ hôm nay có con cặp nha cả nhà, có dũng cá hai tát cả nhà ơi. Bên đầu bên này u rồi dính con cả nhà ơi. U rồi vô trong đâu chục ừ chục nhỏ nha ơi, nhỏ cũng vừa nha, con cũng vừa mình lấy cây mình không có thế cái nhà, không có thế bằng lấy cây mình cắm dầm con cứng rồi nha cái nhà nè. Vô em nha, mà sao dính có một em vậy. Vô nha, vô nha. Nó chạy từ dưới lên là chuột này nằm giặt dưới nha nha. Vô. Một em. Em cũng ok đấy. Một em nha cả nhà, nguyên phần như đó mà có con nữa nha. Giờ mình bươi mình kiếm cái đường mới mình để thêm một cặp nữa nha, nhiều bắt khoảng con nữa là ngưng. Vô đây nha em, sáng sớm được ba em rồi nha cả nhà. Một em bự, hai em, một em sầm banh, một em vừa, một em xíu luôn. Đây cả nhà, trong đây một cặp, bên đây một cặp đó nha. Ngay chỗ bờ kinh này là nó dính, hồi nó dính ba con bự rồi nha. Mà mình vừa chạy lại là mình thấy cái dấu chân chó này cả nhà ơi. Thấy hiu hiu quá cả nhà ơi. Thấy nó hiu hiu sao cả nhà, đây. Đây cặp đó nha. Rồi chói chó. Ủa báo con nha. Hên quá, không làm gì cả nhà ơi. Hên quá, hên quá. Trời ơi, dính một em rồi cả nhà. À. Tụi con này cũng vừa cả nhà. Con này nó chạy từ đầu bển qua đây. Trời ơi, vô. Con này nó chạy từ đầu bển qua đây cả nhà. Con này nó rồi nhỏ nhỏ cả nhà. Cua không bự luôn. Mà nó từ bên đây nè cả nhà. Nó từ trong khu này mà chạy ra là con bự kia nha cả nhà. Tại vì mình đặt mà để ý đó cả nhà.
ba cái quay ba dính ba con, nhưng ba cái đều quay về đây là nó đi trong hướng đó ra là đều dính nha cả nhà. Hên quá cả nhà ơi, bữa nay em chó không phá, trời ơi cái này hết mồi luôn. Hên quá cả nhà ơi, mấy con chó bữa nay nó không phá cái bẫy, trời ơi bữa mình bị phá một lần ớn rồi cả nhà. Mình vô đây mình thấy cái dấu chân nữa là mình thấy ớn ớn, để cho nó này nha cả nhà. Vô đây còn một cặp nữa cả nhà. Bên đây không biết sao đây. Nó sớm bị hơi sớm mũi xíu cả nhà. Cặp đâu ta? Đâu ta? Bên này cả nhà. Này. Nó thấy tức tớt vậy ta. Đầu xong luôn, trước quốc luôn. Trời ơi, chỗ này ba con hết đi cả nhà ơi. Nó ớn ăn rồi cả nhà. Thôi được cả nhà ơi. Chỗ này mình bắt ba con sầm bành cả nhà, ba con nó khoảng gần 2 kg. Rơm luôn nha cả nhà ơi. Giờ thôi đi qua thăm cái bãi mới. Bên này có con cặp nè cả nhà. Ngày hôm qua mình nêu thử nha ơi. Trời ơi. Sao thấy giống mất một cái rồi cả nhà. Ôi, sao kỳ vậy? Mất hết một cái rồi cả nhà ơi. Trời đủ. Đủ đạn thiệt. Đâu ta, tự mất hết một cái ta. Trời ơi, gặp chó nữa rồi cả nhà ơi. Nè. Nó giật chết rồi cả nhà ơi. Mình không quay cái này nha cả nhà. Trời ơi, nó giật. Nó giật con chuột. Xong luôn rồi. Nè nha, thấy không? Trời ơi là trời. Mấy con chó này. Đúng chó đẻ mà. Mình đi tiếp nha cả nhà ơi. Cặp cả nhà ơi. Biết cặp này sao đây. Chứ là nghe bữa nay thất thất rồi. Ù vô lậm. Có hàng nha. Đó, một em. Ok vô. Này sáng trời nó mù âm u muốn mưa nha. Vô nha. Đừng thúi, thúi giả mang luôn. Không có con. Lụm nha. Đâu ngoài còn bên đó nha, con cặp nữa. Vô đây nha em. Cặp trong này cả nhà ơi. Cặp này gần cặp bữa dính con sầm bành luôn nha. Mà không biết bữa nay dính con sầm cỡ nào đây. Đâu người ta? Thấy không? Không phải cả nhà ơi. Để đâu đây? À đây. Ôi. Trời ơi, đen thui luôn nha ơi. Trời ơi, vô xong mày nữa rồi. Trời xong mày nữa rồi. Thôi cái nhà ơi, cái luồng này cũng nhận chịu chạy ghê cái nha. Ngày qua mình bữa trước chứ cái nha, mình đặt bên đó, bên mà kinh lụm một em sầm bành luôn. Bữa nay để bữa ngờ bữa nay lụm con nhỏ hơn, lụm con nha cái nha. Ra xe bỏ rồi mình đi thăm lục mới với cả nhà. Dưới đây cặp cuối luôn cả nhà ơi. Cặp cuối định cả nhà ơi, bữa nay dính được mấy con à. Cặp cuối sau đây. Trời ơi tung cái lòng.
Ừ, hướng tung bởi không cả nhà nè, tung cái lòng thứ bởi không cả nhà. Trời ơi, cái này có dính mình sảy cả nhà ơi. Nè cả nhà thấy không, lông nó cả nhà nè. Trời ơi, con hình chuột già cả nhà ơi. Nè, con heo xâm bành luôn. Trời ơi, sao sảy cứ hay trời, tung cái lòng cả nhà ơi. Trời ơi, tiếc ghê luôn cả nhà. Vì sao dính vô nữa, dính này thua rồi cả nhà ơi. Trời ơi, lông nó cả nhà nồi luôn, dính rồi mình sảy cả nhà. Ui ổn ghê luôn nha, không có cắm cây gì đâu đồng hoàng, qua cắm cái cây dằn này nè, gãy hết. Trời ơi, cái cuối mà nó xui cả nhà ơi. Giờ không đặt lại được nữa cả nhà, khoảng mấy ngày nữa, mấy ngày là mấy ngày nó kiếm đường mòn mới là biết chỗ này có chục bự, kiếm đường mòn mới mình để vô xong rồi lấy cây làm chim dằn cứng lên cả nhà. Ừ, con này phải bự nha, tung lòng lặt luôn, dài tên nhất định còn con bự nữa nha, hai bờ kinh mà giờ không quay lại đây nữa cả nhà. Để hai ba ngày quay lại cái nha, chứ giờ nó quýnh mới quýnh ngày đầu nó bể cái nha, phải hai ba ngày nó quay lại mà hút này đặt rồi phải chim nữa cái nha, con cứng thật cứng. Bữa nay là cũng thắt rồi cả nhà ơi, được mấy con nữa nha, được 2, 4, 6 con cả nhà ơi, 6 con, một con sừng bành, con bự. Cái này chắc được làm ký rưỡi nha. Nói chung bữa nay đủ xăng đủ ăn nha ơi. Mình thì mình cũng mới vô nghề mình đặt thôi nha. Thôi cũng mới bắt đầu đi đặt chuột khoảng đầu nửa tháng nha. Đặt 50 cái nha ơi. 50 cái từ từ có kinh nghiệm, từ từ rồi mình lên lòng nhiều quá nha. 50 cái mình đặt theo kiểu mình đặt đường mòn, hai cái quay đầu. Còn nhiều anh em đi cái nào chắc cái đó là người ta đi tầm một ngày là đi tầm 30 cái nha, cái nào chắc cái đó. Người ta chim bẫy đồ cứng lắm cả nha. Còn thừa đặt chủ yếu đặt số lượng lòng nhiều. Là phải làm cho nhanh gọn lẹ nha, vô đặt đi liền. Vô thăm mà đi liền cho nó nhanh. Thừa mới đặt cái đó cả nhà. Quay là thấy gỏi cả nhà, trái ok cả nhà ơi, đang thèm nữa cả nhà, lên lụm trái ăn nó đã cả nhà, đang thèm ổi mà vậy chết rồi cả nhà ơi. Này cả nhà, trời ơi, đang thèm ổi mà vậy chết rồi. Ồ, cây kiến không cả nhà ơi. Ui, kiến cắn, bên kiến đang đen bù cả nhà ơi. Ồ, trái quá trời, không biết hai trái nào luôn cả nhà. Vô đi con. Ồ, kiến quá cả nhà ơi. Rồi đủ rồi cả nhà, ba trái đủ rồi, kiến nó bu quá trời. Giờ mình ổng leo cây nó tạt, kiến quá trời cả nhà ơi. Bên kiến đen nó bu mà nó không cắn nha, nhọc nha, trái nhỏ nhỏ. Thừa mời cả nhà anh em đồng nghiệp ăn cùng mình nha cả nhà. Cứng kìa, chua. Ngắt rồi, ngắt đó nha. Tôi ăn giặt cái nhà ơi, giặt rừng xong rồi còn hai trái ăn muốn hết không, cứ ngắt cái luồng này. Mình để 8 cái nha cả nhà, bờ ranh cặp của mì, cặp đám mì bên trong cả nhà, đám mì bên trong, bờ ranh ngoài là chuột nó hay ở lắm cả nhà,
nó ở là vô nó ăn cũng mì nữa nha. Mình đặt đây, đặt nó 2 cái đầu tiên, còn trong kia 6 cái nữa cả nhà. Rồi hôm nay cũng mời cả nhà cùng đồng hành cùng mình nha cả nhà ơi. Mình vô mình thăm 2 cái đầu tiên trước cả nhà. 2 cái đây cả nhà ơi. Đó, dính một em cả nhà. 2 cái dính một con. Con nhỏ cả nhà ơi. 1 cái nè, 2 cái nè. Cái này là cái đường mòn chuột nó đi cả nhà. Chuột nó đi đường mòn nè cả nhà. Mình đặt 2 cái quay đầu, nó chạy đầu nào vô nó cũng dính thôi cả nhà ơi. Hả, chạy đầu bên đây vô thì nó cũng dính, chạy đầu bên đây vô nó cũng dính. Nhỏ mà nó dữ cả nhà ơi. Nhỏ mà dữ ghê cả nhà. Hai cái đầu tiên dính một con cả nhà ơi. Hy vọng bữa nay dính khoảng 10 mấy con là được cả nhà. Tại vì mình đặt có 40 mấy gần 50 cái cả nhà. Thầm thường là mình đặt 40-50 cái vậy là dính tầm 10 mấy con cả nhà. Có khi nào mà nó vô luồng á thì nó dính nhiều, mà hên lắm thì nó vô luồng thôi cả nhà ơi. Tại vì chuột ở dưới mình giờ nó cũng hiếm lắm nha, nhiều anh em đi đặt hết. Con đầu tiên rồi. Giờ mình đi lại mấy cái tiếp theo nha cả nhà. Ngay này có cái tiếp theo nè cả nhà. Rồi có hàng cả nhà ơi. Dính một em. Đây nè. Cống con cả nhà ơi. Chuột nhỏ chuột cũng con. Rồi, mình để đây. Tí mình quay ra. Còn mấy cái tiếp theo trên này cả nhà ơi. Đây nhà 2 cái đây. Ủa 2 cái dính 2 con luôn cả nhà. Trời ơi. 2 cái dính 2 con. Đây cả nhà. Ủa. Con bự cả nhà ơi. 2 cái quay đầu dính 2 con. Con này nhỏ nha. Quá thả rồi cả nhà ơi. 2 cái dính 2 con. Kêu ơi, cái này bự quá nha. Nó bự quá nha. 2 cái dính 2 con nha, quá đã luôn. Đầu trên đây còn 2 cái nữa cả nhà. Mình nhớ là còn 2 cái trên đây. Đây nha, 2 cái đây. Rồi 2 cái trước quốc cả nhà. Dẫn 2 đường mòn. Trước quốc rồi cả nhà ơi. Để mới gom lại xe nha cả nhà. Đây cả nhà, cái luồng này mình để 9 cái nha cả nhà. Hồi nãy mình nói 8 cái mà mình đặt 9 cái cả nhà. 9 cái dính được 4 con cả nhà ơi. Luồng đầu này may mắn rồi cả nhà. Thường thì dính như là nhiều quá nha. Con này bự nhất, tự đi thui cái đuôi nó dài ngoài luôn cả nhà, đuôi lú ngoài luôn. Đây thêm 3 con nữa cả nhà, mày nhỏ không cả nhà. Rồi giờ thường cũng đi qua cái luồng mới nha cả nhà. Tại thường cái luồng đặt chuột đặt khoảng 6 cái cả nhà. 6 cái 8 cái. Tại vì mình đặt nhiều nó cũng đâu chạy nhiều đâu cả nhà. Nó cũng chạy vừa, nó không một đêm nó không chạy nhiều. Thường một bờ ranh cặp của mì gì cả nhà. Bờ ranh cặp của mì là mình đặt khoảng 6 cái cả nhà, không đặt nhiều.
được nhiều nó cũng không chạy nhiều. Cái đó là theo kinh nghiệm của anh em đi bẫy chuột đó nha. Tiếp theo là cả nhà nè, mình có làm dấu ngoài nè, một cái sập cả nhà ơi, ui hai cái sập luôn, dính một con cả nhà nè, hai cái dính một con cả nhà, cái trong cũng sập mà không dính. Ơi. Chuột bự nha nha. Kìa ứng. Để nó đây cả nhà. Tới hai cái tiếp theo cả nhà ơi, hai cái gần cái bên cái này luôn. Đây, mình đứng xa mình thấy là có cái dấu nè. Có dấu mà không biết để như nào cả nhà. Cái đường mòn mình đi nó cũng mất tiêu luôn rồi. Đâu rồi ta? Hồi nãy mà đi vô mình đi nguyên vòng kiếm không có cả nhà, quay ra nằm ngay ngoài luôn cả nhà ơi, chín con chà bá luôn cả nhà nè, trời ơi bự, con chà bá luôn cả nhà, hai cái quay đầu, một cái dính một cái không dính. Trời ơi chuột bự nha, chà bá luôn, bít cái lồng luôn cả nhà ơi, trời ơi con đã, trời ơi đã cả nhà ơi, bự. Ui, mình để 6 cái dính được hai con cũng ok rồi cả nhà, hai con bự nữa cả nhà. Này, dính được hai con. Mình cũng gom ra ngoài xe cả nhà ơi. Gom ra ngoài xe đi tiếp cả nhà. Con này sập bệnh luôn nhà ơi, tự nhiên hai con quá đã cả nhà. Ui giời. Có hai cái cả nhà. Hai cái tiếp theo rồi dính mất em ở nhà ơi, trời ơi chuột bự nha, ui cái này không dính, cái kia dính nha, ui chuột bự nha, ui là trời quá luôn nhà ơi, bứt lòng đã nhà ơi, đã đó nha, trời ơi chuột bự. Đây cái nhà ơi, tí quay ra cả nhà. Mình cho anh vô luôn cả nhà ơi. Con này mình xảy cái uổng lắm cả nhà. Mình bự mình xảy một cái là uổng lắm. Trời ơi, dướng gì vậy?